sẽ có một số khái niệm cơ bản khi mà bạn thuê nhà. Đầu tiên đó sẽ là Airbnb là tiền gì, là tiền mà mình trả cho cái công ty môi giới đó. Thì đa số những cái chủ nhà đó thường người ta sẽ thông qua cái công ty gọi là công ty bất động sản, đúng không? Thì thường những cái công ty đó sẽ là họ nhận nhà để mà bán nè, nhận business để bán, và họ nhận những cái nhà thuê này nọ cho thuê lại. Thì bạn thường phải trả tiền cho công ty đó. Thì tiền đó thì thường nó sẽ là rơi vào khoảng một tuần tiền nhà. Thí dụ bạn thuê căn nhà đó với giá 400 đô hoặc là 500 đô một tuần, thì bạn sẽ phải trả cái tiền dịch vụ cho cái công ty đó là 400 đến 500 đô. Tiền bon là tiền giống như là tiền đặt cọc, tiền thế chân gì đó. Thì thường tiền đặt cọc, tiền thế chân này sẽ nó sẽ rơi vào khoảng 2 tuần tiền nhà. Thì nếu mà bạn thuê nhà 400 đô thì tiền đặt cọc sẽ là 800 đô. Thường thì mình phải trả tiền nhà trước khi mình ở, mình phải trả trước rồi mình mới ở. Thì ở đây họ tính theo tuần chứ họ không có tính theo tháng. Và thường là bạn có thể chọn trả 2 tuần một lần hoặc là trả 4 tuần một lần. Đấy là mình tính là 1.200 đúng không? Thêm 800 đô nữa là 2.000 đô. Thì bạn cần 2.000 đô để mà dọn vào một cái nhà để ở. Và thường á thì bạn có thể xem bạn đến những cái công ty môi giới đó, hoặc là nếu bạn đang ở Việt Nam thì bạn có thể lên trang trademe.co.nz. Trên cái trang Trademe đó thường là những cái công ty mà môi giới nhà này á, thì họ sẽ để quảng cáo ở trên đó, họ để lên trên đó rồi. Thường thì những cái căn nhà mà tốt, mà địa điểm tốt, giá hợp lý này nọ thì người ta muốn rất là nhanh. Và mình còn phải cạnh tranh nữa, nghĩa là những cái sẽ có rất là nhiều người đến để xem nhà. Sau đó thì họ mỗi người thì người ta sẽ phát cho một cái tờ gọi là application form. Thì về bạn phải điền vào, người ta hỏi nhiều thứ lắm. Người ta hỏi cả tiền lương bạn bao nhiêu tiền, rồi hợp đồng lao động, rồi đủ thứ hết để xem người ta xem coi mình có đủ khả năng để mình trả tiền nhà hay không á. Thì đó, nếu mà nhiều người mà cạnh tranh cao á, thì là người ta sẽ chọn ra cái người tốt nhất. Còn nếu như mà bạn là cái người duy nhất mà quan tâm và muốn mướn cái nhà đó thì thường thì bạn sẽ mướn được cái nhà đó dễ thôi. Thì đối với những bạn mà sinh viên này nọ mới sang đây thì các bạn đi học, ý là bạn cũng đâu có công việc này nọ đâu, nhưng mà bạn có thể chứng minh bằng cách là bạn có tiền ở trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thì bạn có thể in cái bank statement đó để ta thấy là bạn có tiền ở trong tài khoản ngân hàng và bạn có khả năng để trả tiền nhà, thì người ta sẽ cho bạn mướn thôi, chứ không phải là nhất thiết là phải có việc làm. Tại vì mình sáng nay mình đi du học mà mình là sinh viên thì mình đâu có phải là đi làm, đâu phải là cái công việc chính của mình đâu đó. Thì nếu mà có công việc thêm thì là tốt. Và cái nữa là khi mà làm hợp đồng thuê nhà thì bạn phải có reference của ít nhất là 2 người đến 3 người. Giống như người ta biết bạn, giống như là bạn có để tên là bạn bè bạn hoặc là cô giáo hay là gì đó trong trường á, thì cái người có công ty mà thuê nhà người ta sẽ gọi điện thoại tới cho người đó để người ta hỏi là cái người này có tốt hay không, nhân cách như thế nào. Thì không có độc quyền về điện hay là internet gì hết, thì bạn có thể xem những cái công ty điện ở trên Google. Bạn cứ Google ra những công ty điện thì sẽ hiện ra một đống luôn, thì bạn thích cái nào thì bạn chọn cái đó. Thì có nhiều công ty người ta đưa ra giá cạnh tranh khác nhau, có công ty thì sẽ cho bạn kiểu như một năm 100 đô, rồi có công ty thì sẽ cho bạn kiểu như một ngày sẽ có một giờ xài điện miễn phí rồi các kiểu. Nhưng mà rất là nhiều những cái gọi là promotion để mà
để thu hút mình đó đến công ty đó. Nhưng mà cái này thì bạn mình không có ý kiến, cái này là quyền tự do của các bạn muốn sử dụng điện của công ty nào. Và internet thì có rất là nhiều công ty internet cung cấp dịch vụ internet luôn, thì mình cứ xem giá, rồi mình so sánh giá của từng công ty rồi mình chọn thôi. Rất là đơn giản là bạn chỉ cần gọi điện thoại lên cho công ty đó, bạn nói là bạn muốn open một cái new account, rồi người ta sẽ hỏi bạn là bạn muốn kiểu như là sử dụng từ ngày nào, thì người ta sẽ ngày nào bạn dọn vô thì người ta sẽ bắt đầu tính từ ngày đó. Nhưng mà cũng rất là đơn giản, không có gì khó hết. Bạn chỉ cần phải người ta sẽ hỏi bạn thông tin cá nhân cơ bản như là tên, họ, ngày sinh, rồi nếu bạn có driver license là bằng lái xe thì cung cấp cho họ, còn không thì chỉ cần cung cấp số điện thoại rồi các kiểu và địa chỉ nhà vậy thôi. Tiền rác ở đây thì rác ở đây sẽ có hai loại là rác tái chế và rác thải trong gia đình. Thì rác tái chế thì nó sẽ bao gồm những cái chai nhựa nè, thùng giấy nè, có một cái thùng màu xanh xanh đó. Thì bạn bỏ rác, bạn bỏ những cái rác tái chế vào trong đó, rồi người ta sẽ đến người ta tìm. Thường thì tùy theo khu vực thì sẽ có chỗ nó sẽ lấy rác ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì mình không biết là những chỗ nó sẽ lấy rác ngày khác nhau. Bạn đến ở rồi bạn để ý bạn sẽ thấy cái loại mà rác tái chế thì mình không cần phải trả tiền, nhưng mà cái loại rác thải á, thì một là nếu mà gia đình mình đông á, thì mình sẽ thuê một cái nguyên một cái thùng rác luôn, mình trả tiền theo năm thì hình như là 200 mấy chục đô, nhưng mà nó có theo size nha. Thùng rác nhỏ, thùng rác lớn, cùng thùng càng lớn thì mình trả nhiều tiền. Hoặc là bạn nào mà không có xả rác nhiều á, thì mình có thể đi siêu thị, mình đi phát hành xếp á, mình mua những cái bịch rác á, nó sẽ có một cái cụm bịch rác, cái đó thì loại đó nó có tem ở trên đó luôn, thì 10 đô hình như là 4-5 bịch gì đó. Thì có rác thì mình bỏ vào đó, thì mình cột lại, mình để ở ngoài trước sân á, ngày nào người ta đến người ta thu rác á, thì người ta sẽ lấy đi. Gọi là share phòng á, thì sẽ có một cái cá nhân nào đó ra thuê một căn nhà khoảng như 3, 4 hoặc 5 phòng gì đó, sau đó thì người ta sẽ đăng cái quảng cáo lên trên những cái trang mạng hoặc là trên những cái group á, thì người ta sẽ share cái phòng lại với giá bao nhiêu đó, thì sử dụng bếp chung và sử dụng phòng tắm chung, thì cái đó sẽ rơi vào khoảng 150-200 đô một tuần, và bạn không phải trả cái letting fee, là cái tiền mà môi giới á, của công ty á, thì không phải trả, nhưng mà bạn phải trả tiền bond, có nghĩa là tiền đặt cọc á. Thì sau khi mà bạn ở rồi bạn dọn ra, thí dụ mà hư hại gì đó thì người ta sẽ trừ vào cái tiền bond của bạn, sau đó người ta trả lại cho bạn. Thì sẽ có hai loại, một loại á, là khi mà mình đi thuê phòng á, thì người ta sẽ để là including internet, electric, có điện có internet luôn, thì nó sẽ mắc hơn một chút xíu. Hoặc là có dạng là share bill, thì cứ tính theo đầu người thôi, cuối tháng thì tiền điện tiền nước bao nhiêu thì cứ chia đều thôi mọi người trả. Thì sẽ có hai dạng như vậy, và một số chỗ mình còn thấy là họ còn kiểu như nấu ăn chung á, nghĩa là ngày này người này nấu thì ngày kia người kia nấu, mà kiểu như mình thấy cũng hơi bất tiện, thì người ăn nhiều người ăn ít, rồi người này bận việc người kia bận việc, nói chung là nếu mà ăn riêng được thì cũng tốt hơn. Đối với những bạn sinh viên mà sang đây mà tìm nhà để mà tìm phòng á, để mà share, thì bạn cũng nên để ý kỹ. Có một số người rất thích là nhậu nhẹt. Mình cũng có một số trải nghiệm ngày xưa là ở chung với một số bạn thì cũng khá là thích nhậu nhẹt, tụ tập này nọ, nên là cũng hơi ồn ào một chút xíu. Và có một số người thì rất là vô duyên, là kiểu như đồ ăn mình mua mình để tủ lạnh đó, xong rồi cũng lấy ăn mà cũng không có hỏi gì mình hết. Hoặc là mình mua mì gói, mình mua này nọ sang đây ăn, mình đem đồ từ Việt Nam qua đó, thì cũng lấy ăn nhưng mà không nói mình tiếng nào hết. Thì có một số người ta rất là tự nhiên. Mình cũng có ở chung với một người mà người ta nuôi ba con chó. Chứ là mình cũng thích, là mình rất là yêu động vật, mình rất là thích chó mèo, nhưng mà mình đâu có chịu nổi ba con chó.
mà nó thối ầm luôn, nó thối mà nó ỉa tùm lum nhà trơn, đi đâu cũng nghe mùi cứt của nó hết á. Cái cuối cùng mới đầu bước vô nhà nghe ôi má ơi nó nồng nặc đó, nhưng mà về sau thì thấy kiểu như chắc là hết nhiều á, quen mùi nên là thấy nó hết thối. Nhưng mà cứ phải đi đâu mà đi ra ngoài mà lâu lâu quay về nhà là bạn thấy trời ơi, thối thiệt là thối luôn, nghĩ là quần áo này nọ là nó ám mùi kinh khủng khiếp luôn. Bạn nên tìm những cái nhà và những cái chỗ nào mà nó gần trạm xe bus một chút xíu, có rất là nhiều cái trạm xe bus nên là mình ở gần cái trạm nào thì sáng mình đi ra mình đi xe thì người ta lại rước thì nó cũng sẽ đỡ mất công hơn là mình ở xa trạm xe bus. Thì sẽ có nhiều ngày ở New Zealand thì đa số là mùa mưa thì nó rất là cực, rất là lạnh nữa. Okay, video này là kết thúc. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Hôm nay sẽ là room tour. Mình cho mình xem phòng của mình nha. Rồi thì chỗ này là cửa sổ. Thì phòng ở đây thường thì người ta sẽ có sẵn tủ như thế này, hoặc là người ta sẽ mua tủ, nó chỉ đơn giản vậy thôi đó các bạn. Tủ quần áo rồi đồ đạc các kiểu thì nói chung đơn giản vậy thôi. Thì mình sẽ có một cái heater, cái này là panel heater. Loại này thì nó chỉ có 400W thôi, rất là tiết kiệm điện. Đây là mùa đông nên là mình sẽ sử dụng thêm cái mình điện nữa, hay là mình điện thì bữa nào mình lạnh quá mình mới phải sử dụng mình điện. Và đây là công tắc, thì thường công tắc tất cả các ổ cắm ở New Zealand thì thường sẽ có một cái nút bật tắt on off. Hôm nay mình có một ly trà đào nè. Mấy bạn luôn, mình có cái vít cà rốt nè.